Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel Trần Hùng 83 mình nha. Hôm nay mình cũng tiếp tục chơi tựa game đánh săn mồi nha các bạn. Còn pha đầu tiên của mình đã bắt được một con rồi các bạn. đi. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye.